Cố lên. Tôi suy về ông nội sân rộng chạy. Chạy xong thì tối thì bắt mẹ bắp chân ha. Trời ơi giả chứ. Chạy nhanh lắm hả? Xong rồi đêm bắt mẹ bắp chân cả đêm. Chạy lên. Cố lên. Cao nó chạy ra. Suy về. Tôi chơi quá anh chơi vui ha. Hóc mồi. Hóc mồi nướng thịt. Đó, chú nướng kìa. Trời ơi, chú ngồi nướng thịt mà các cháu ngồi chầu chực cái này thì chết không. Cứ nướng miếng nào mất miếng đó, nướng miếng nào mất miếng đó. Đây là trứng ta. Trứng. Con gái đó nè. Nướng miếng nào lại mất tiêu miếng đó. Nãy giờ một dĩa mà giờ còn vô đây hả trời. Hả? Tên. À. Trời ơi hèn chi bởi vậy sao mà cái tướng như vậy. Cái kia này. Cái tướng như vậy nữa nè. Nướng bữa nào chú nướng nào là hờ mất tôi cũng đó. Mới đi tới cây về. À vậy hả? Mẹ con mất tất cả. À. Bây giờ con chạy siêu tốc luôn. Trời ơi hai anh em chơi. Về chạy á hả, cả buổi chiều xong rồi tối bắt ba mẹ bóp chân ha Su ha. Su ha. Dạ. Dạ. À, con chạy nhanh lắm hả? Chạy nhanh tối nó không đừng bắt ba mẹ bóp chân nữa ha. Ha. Nha. Đi. Chạy lên trước.